phẩm Cánh diều mơ ướp, tác giả Kim Hài. Chương 3. Chủ nhật là một ngày rảnh rỗi. Lẽ ra tôi có thể thông dong dạo chơi nếu như mẹ tôi không có sáng kiến là vệ sinh nhà cửa. Mẹ lôi ra đủ thứ, nào là màn, chiếu, chăn, nệm, lại thêm một đống đồ nhựa, bình sứ, ấm trà lỉnh kỉnh. Suốt buổi sáng, tôi không rời nhà được một bước, ngồi hì hục cọ rửa các thứ bằng cái nụ dẻ chấm cát. Tôi nóng ruột, nhấp nhổm không yên như ngồi phải bỏng. Dù muốn dù không, tôi phải tìm bằng được 2 con ếch cho buổi thực tập thứ hai. Cả tuần nay, tôi lần lửa mãi, nửa muốn nửa không. Tôi không thích chút nào khi phải tìm bắt những con vật bé nhỏ đáng thương rồi đưa chúng đến cái chết. Tôi đã từng căm ghét những đứa bạn mà giết bừa bãi các con vật nhỏ tội nghiệp. Nhưng lần này, tôi không còn đường khoái thác. Chỉ nghĩ đến cái điểm không cho tôi, cho cả đám bạn cùng tổ, rồi cả Chi và 6 đứa con gái trong tổ của Chi. Nếu tôi không kiếm ra được 2 con ếch là tôi đã phát hoảng lên. Đấy là chưa kể đến 6 cái mồm ấy xô vào mắng mỏ kẻ thất hứa. Tưởng tượng không thôi cũng đủ lạnh người, hơn cả cái lúc mà nhìn thấy thằng Hoàng nó mổ ngực con chuột nhắt. Sau bữa trưa, bố vào giường nằm nghỉ, mẹ thì lây hoay ở sau bếp. Trong trước, trong sau, tôi chạy dục ra khỏi nhà, không kịp mang theo cái mũ. Cũng may là trời không có nắng to, chỉ hanh hanh dịu dịu. Qua khỏi cái khúc quanh nhà bác Ba bán tạp hóa, khuất tầm mắt của nhà tôi dừng lại một chút để mà thở. Phía trước mặt là con đường làng nắng chói chang, lẫn khuất sau hàng tre xanh mướt. Cũng thật lạ, đằng sau xóm cồn đông đúc ồn ào lại mở ra một cảnh làng quê yên tĩnh mà không có một lằn ranh nào hết. Nhà cửa cứ tự nhiên thưa đi, đất rộng dần, cây cối um tùm. Phía đằng này còn ồn ào với tiếng giả bột ở lò làm bún, tiếng cải cỏ ôm sờm, tiếng trẻ con la khóc, tiếng ca giọng cổ buồn thiêu phát ra từ chiếc loa phóng thanh mắc ở trên cành sầu đâu cao vượt mái nhà. Nhưng ở phía bên kia, bầu trời đột nhiên mở rộng, đường mòn im vắng rợp mát với bóng tre, đầm sen xanh nở hoa trắng với nhụy vàng, cánh đồng trải ô với những gốc rạ khô. Chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng dế, tiếng côn trùng răng rang, gió thổi xào xạc làm những thân tre cọ sát vào nhau kêu ken két, cộng thêm với bao mùi vị ngọt ngào của đất, hương hoa, cây trái. Nhớ tôi, cảnh làng quê yên tĩnh thật là thú vị. Tôi không bị ai quấy rầy, mắng mỏ, chọc ghẹo. Ở đây, trí tưởng tượng của tôi tha hồ mà bay bổng, tha hồ mà phiêu du theo những ước mơ đầu đời. Nhưng hôm nay, thật tình thì tôi mất đi một phần hứng thú, vì trí óc chỉ nghĩ đến chuyện kiếm được 2 con ếch. Tôi đi dọc theo bờ đầm, nước lên sóng sánh xô đẩy những chiếc lá sen mập bền. Mỗi lá là điểm dăm 3 hạt nước tròn trĩnh, tựa như những viên ngọc trong suốt. Chẳng có một con ếch nào xuất hiện. Tôi đi đến cuối đầm, chỗ mà giáp những cánh đồng. Nơi đây tôi vẫn ngồi chờ xem mặt trời lặn. Tôi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Kiếm một chỗ cỏ sạch, tôi ngồi xuống, tì cầm lên gối, đăm đăm nhìn chỗ nước cạn còn trơ bùn đen nhánh. Có tiếng sáo vọng lại xa xa, dịu dặt. Mắt tôi mỏi dần, rồi cụp xuống. Tôi thiếp ngủ đi lúc nào mà cũng không hay. Nè nè, dậy đi, nắng tới rồi đó. Tôi giật mình tỉnh dậy, dụi mắt. Ánh sáng ngập tràn chói chang. Nhắm nhắm mở mở mấy lần, tôi mới thấy được thằng bé chăn trâu hôm nọ đang ngồi chồm hổm bên tôi, nhè răng cười. Xích vô trong một chút coi,
nắng tới rồi. Tôi không nhìn bóng nắng, cũng không để ý đến việc giờ chỗ, chỉ nghĩ đến một điều làm cho tôi mừng khấp khởi. Có thể nhờ cái thằng nhỏ này bắt giùm tôi hai con ếch. Thế là tôi buột miệng. May quá. Thằng bé ngạc nhiên lặp lại. May quá? May cái gì? Tôi chợt im lặng vì ngại ngùng không biết nói như thế nào. Nhớ đến cái lần gặp lần đầu, tôi đã quát mắng nó khi nó bắt một con ếch. Bây giờ thì thiệt là khó mở miệng. Thằng bé có cái cảm giác là tôi sắp phải thổ lộ một chuyện gì đó. Nó tò mò ghé lại gần thầm thì. Có chuyện gì vậy? Ma hả? Trưa trưa dễ có ma lắm nghe. Tôi bị nó đè một lần, chính cái chỗ này nè. May mà nhờ con nâu nó cắn áo nó lôi đi mới tỉnh được đó. Con nâu? Ừ, nó nè. Thằng bé đưa rồi chỉ về phía con trâu đang ăn cỏ. Như để tán thành câu nói của thằng bé, con nâu nó kêu lên mấy tiếng ọ ọ, rồi thản nhiên cúi xuống gặm cỏ. Tôi bật cười. Thiệt không? Xạo hoài. Thiệt mà. À, mà anh ra đây làm chi mà sớm vậy? Mặt trời còn lâu mới lặn mà. Chắc anh đi cắm câu đúng không? À, thì ra là thằng bé nó còn nhớ đến câu chuyện mà tôi nói với nó hôm bữa trước. Thấy hết e ngại, tôi nói thiệt. Định bắt hai con ếch về học, nhưng không biết làm sao mà bắt được, mà cũng chẳng gặp con nào, rầu ghê. Thằng bé sởi lởi. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó dễ ợt. Bữa nào tôi cũng bắt mấy con về cho ba tôi nhậu. Nói nửa chừng, nó chợt ngưng ngang. Chắc nó nhớ lại thái độ của tôi lần trước, khi nó bắt được con ếch vàng. Nghe nói bắt ếch nấu cháo, tôi xốn sang buộc miệng. Bắt ếch ăn ác chết. Thằng bé trốn mắt nhìn. Vậy sao anh bắt? Tôi ấp úng. Tao bắt là để học mà, chứ đâu phải để ăn thịt. Thằng bé gật gù. À, tôi hiểu rồi. Cũng như bắt chuồn chuồn cho nó cắn rúng để học bơi chứ gì. Nhưng bắt ếch là học cái gì vậy? Bị hỏi khó, tôi bực lắm. Nhưng chỉ sợ thằng bé không bắt ếch thì nguy, nên tôi ậm ừ cho qua chuyện. Thì học gì con ếch chứ học gì. Thôi bắt giùm đi. Mà mày có chắc là từ giờ đến chiều mẹ bắt được hai con ếch không? Chắc mà, để tôi. Vừa nói, thằng bé vừa bước ra phía bờ đầm. Một thoáng nó đã khuất sau những lùm cây chuối nước ở bên kia bờ. Lâu lắm, cả tiếng đồng hồ hơn, thằng bé mới trở lại. Mặt nó hớn hở, tay cầm một cái sâu dây chuối cột hai con ếch. Tôi mừng rỡ chạy lại. Mày tài thiệt, không có cần câu mà cũng bắt được hai con. Mặt mày nó đỏ lựng, nở nang vì được khen. Thằng bé cười cười. Hai đứa này nó đang bắt cặp với nhau nên tôi chụp được. Hai con ếch thẳng cẳng không cục cựa, hai chân thòng lòng thả lỏng xuôi xị. Tôi tội nghiệp đặt cặp ếch xuống bãi cỏ. Chắc nó đang quán mình lắm phải không? Nhưng cực chẳng đã, chớ tao chẳng muốn chút nào. Tao phải học. Học ếch? Thiệt tôi mới nghe lần đầu. Nói xong, thằng bé cười thoải mái. Tôi tự ái trợn mắt. Bộ mày nghĩ thì tao bắt ếch về ăn hả? Mày không biết gì hết, ngu quá à. Tao học môn sinh vật, tao học con nào thì phải thực tập con đó, để xem tường tận từng bộ phận một. Vậy anh có xem ruột gan của nó không? Có chứ, phải mổ bụng, banh ra. Tôi nuốt nước bọt, lưng ớn ớn lạnh. Tôi, mày, mà
mày tên gì? Nói tên cho dễ kêu. Còn tao, tao tên Linh. Thằng bé ngần ngừ, rồi nhe răng cười. Ba tôi đặt tên tôi là Chuột. Tôi là Chuột Anh. Thằng em tôi nó là Chuột Em. Tôi buồn cười. Chắc là tên ở nhà chứ ai đặt tên khai sinh kỳ vậy. Vậy chớ đi học mày tên gì? Thằng bé gục đầu xuống, cái rồi vạch ra từng vệt ngang dọc trên nền đất. Tôi không có được đi học. Tôi chừng hững vì chưa bao giờ nghĩ rằng có những đứa trẻ trạc bằng tuổi tôi mà lại không được cấp sách đến trường. Ủa, bộ ba má mày không cho mày đi học hả? Chuột Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tôi chắc mình đã đoán đúng, liền lẩm bẩm. Sao ác vậy, con nhỏ phải được đi học chứ. Có học thì mới nên khôn mà. Câu nói sau là của mẹ tôi, và bà tôi vẫn thường khuyên như thế khi thấy tôi chán nản hay lơ là việc học. Không phải đâu, tại ba má tôi không có tiền, nhà tôi nghèo lắm. Tôi sực nhớ đến và hỏi dặn Chuột Anh. Mày nói nhà mày nghèo mà mày tậu được con trâu hả? Chuột Anh khoát tay. Đây đâu phải là trâu nhà tôi. Đây là trâu của nhà ông Ninh ở đầu xóm chùa. Nhà ổng bà con với ba tôi, nhưng giàu lắm. Nhà ổng có tới 4 con trâu. Ổng không có con, không coi xuể, nên ba tôi cho tôi tới chăn trâu giùm cho ổng. Vậy là ở mướn chứ gì? Thằng Chuột đỏ mặt, dùng tay cãi. Đâu phải, tôi chăn trâu ăn công mà. Chiều tắt nắng tôi dắt trâu về chuồng, rồi sau đó về nhà, tôi đâu có ở đỡ. Tôi ngẫm nghĩ, cố phân biệt làm mướn với làm công ra sao. Đúng là thời buổi này, đâu có kiểu ở đợ như chị Dậu ở trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Nhưng phải đi làm công kiếm sống, bỏ cả học hành như Chuột Anh, tôi thấy thương quá. Tôi thấy được đi học như anh mà sướng mê. Nhưng kỳ lắm, chữ nó không chui vào đầu tôi. Cứ thấy chữ là tôi nhíp mắt lại, cục liền. Bà tôi nói, mày không có số học hành, không có chí, nên học không có được, ở nhà làm ruộng, làm nghề thôi. Nhưng sao mày không chịu học? Học để biết đọc, biết viết với người ta chứ. Tao thấy có nhiều báo hay lắm, giá mà mày biết đọc, tao cho mày mượn. Chuột Anh rụt rè. Báo có hình vẽ không? Tôi coi được hình vẽ mà. Rồi nó nài nỉ. Nghen, cho tôi mượn một chút thôi. Tôi thích lắm. Tôi sẻ sẻ gật đầu. Nhìn cái gương mặt rạng rỡ vui mừng của Chuột Anh, tôi cũng cảm thấy hứng khởi.